cũng được, không sao. Long ơi, Hiếu ơi, vậy vậy. La Long Hiếu không nhầm. Cô gái đứng dưới đi cho nó điều mọi người quá. Bây giờ 7 bạn mà có 5 phần thôi. Ý Hiếu sao? Mọi thứ gia đình quyết định. Tất cả các bạn nữ ở đây đều xinh xắn hết. Nhưng anh kỳ vọng người phụ nữ dưới mới là người phụ nữ. Phụ nữ mày em dồn hết cái tâm tư, tâm can cho em. Giờ sao Hiếu? 7 bạn. 7 bạn. Thôi vậy đi. Để chứng minh cái điều nãy giờ anh Bình nói nhiều điều rồi. Coi chừng dơ cái đít quần. À có hả? Ừ tốt. Em rất là thông minh. Nãy giờ anh nói rất là nhiều thông điệp về nghề nghiệp. Một, đó là gì? Hạnh phúc. Anh muốn nghe lại cách vỗ tay hạnh phúc. Hai, anh nói về vết sẹo nghề nghiệp. Ba, anh nói về 4 chữ tình, trong đó chữ tình thứ 4. Và 4, anh nói sai nghề. 5, anh nói những hướng đi vào đời. Và 6, đây sẽ là một thông điệp rất là rõ. Thông điệp được mang tên giỏi thì sẽ sống trong giàu có. 5 bạn giỏi nhất ở đây, mỗi bạn sẽ được nhận 500 ngàn trong phần quà đó. Các em phải giỏi. Và nhiệm vụ anh rất đơn giản. Anh sẽ cho các bạn thử cái khả năng hiểu biết của các bạn. Không có hiểu biết xa xôi gì trên á. Hiểu biết của anh đây là hiểu biết về cái văn hóa ẩm thực Việt Nam thôi. Chàng trai em rất là nổi tiếng đó, em đứng lên rất là đẹp á. Chàng trai không già, mọi người rất là thương quý em á. Cái nón đẹp đó, anh sẽ mua một cái như vậy. Anh sẽ thử khả năng của em, anh đưa video tới là phải nói liền. Một, không nói liền là đi về, mất cơ hội nhận 500 ngàn. Ok, nói liền, nói lớn, không cầm micro. Ok ha, nhìn anh nè, chị hai. Tiền nằm ở chỗ này nè, chứ mày nằm ở sau lưng kia đâu, nha. Hiểu à? 2, 4, 2, 4, 6. Ủa còn 7 phần luôn hả? Ủa sao nãy anh được 5 phần? Ủa 7 phần thì cho đủ rồi. Thì phán đi. Trời ơi, tôi tưởng nó 5 phần. Hát lý. Trời ơi. Quý quá. Trời ơi, anh tưởng nó 5. Ủa anh còn đây là 7 phần hả? Dạ dạ, cảm ơn anh. Rồi, Hiếu ơi. Em hãy đứng vào với các bạn đi. Chụp tấm hình một đàn pháo tay chúc mừng các bạn. Rồi. Nhưng anh vẫn nói một câu, trên đời này không ai cho không nhau cái gì. Hiếu lấy quà lại, Hiếu lấy lời quà đứng lên. Lấy lại, lấy lại. Đời đâu có dễ dàng nha. Anh sẽ chọn ra khoảng chừng 2 bạn thôi. Và mỗi bạn sẽ được 1 triệu. Mình giờ chỉ lấy tiền ra để chơi thôi. Tiền ở lúc đó tạo cảm xúc. Anh đưa video tới nói liền, kể cho nghe món ăn có 2 từ, ok. Dễ không? Món ăn 2 từ, bánh canh chả cá, là bánh canh chua, cá kho gì đó. Miễn 2 từ là được. Đưa video tới nói lớn mà không nói liền được, mà nói trùng lại là đi về luôn nha. Ok nha, đây có bánh là bánh dòng dòng nha. Ok nha, không được đâu nha. Món ăn cho cô gái một cái chỗ ngồi đi ạ. Cho cô gái chuẩn bị lên lớp 9 một cái chỗ ngồi đi. Anh chị em hả? Ừ, giỏi đó, anh hai giỏi đó. Anh hai là tấm gương ha. Anh hai ngồi dưới đất rồi, em ngồi theo luôn ha. Rồi, mỗi ăn 2 từ bắt đầu. 1, 2, 3, dỡ. Anh chị lấy ra 2 người còn lại thôi nha. Nhanh nha, thật nhanh nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Bánh xèo. Bánh xèo. Bánh bà. Bánh tiêu gì? Bánh tiêu. Vô. Bánh nhanh. Cái gì mà nhiều thứ mà, sao tụi bánh luôn vậy? Vô. Bánh bò. Vô. Ba. Ai kho. Kho tốt. Bị cay tốt, tiếp. Uống chả. Tốt. Chả lụa. Có. Cá kho. Tốt. Cà chua. Cà chua là món ăn hả? Đúng không? Ờ à, đúng, vậy đi cà chua không em. Hả kể rồi, thường hoặc chắc kể tới sáng rồi. Tiếp. Hủ tiếu. Tốt. Rau lụa. Tốt. Sushi. Rồi, được, ăn rồi, cứ ăn được. Nâng cấp độ khó, hãy kể cho tôi nghe món ăn 4 từ. Đời này đâu ai dễ cho không nhau cái gì. 4. Qua bên kia anh quay trở lại liền nha. 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Chiên dương châu. Cơm chiên dương châu. Bánh tráng sốt tộc. Tốt. Bánh phô mai
quyền. Bánh phô mai quyền. Rồi đúng rồi. Tạm biệt. Tiếp. Bên cạnh nhà ga. Tốt. Bên cạnh bồn lèo. Có. Tạm biệt. Nhân độ khó, hãy kể cho tôi nghe món ăn 6 từ. 6 5 4 3 2 1 bắt đầu. 3 2 1 tạm biệt. Bắt đầu. 3 2 tạm biệt. Bắt đầu. Tạm biệt. Bắt đầu. Bánh mì 3T thịt nguội. Bánh mì 3T thịt nguội. Chính xác. Một tràng vỗ tay cho người dẫn nhất. Hãy trao cho cô gái hai phần quà. Hãy lấy hai màu khác nhau để cho nó đẹp. Mặc dù trong tổng là giống nhau. Trong đây có mỗi phần quà có một tờ 500 ngàn. Về nói với mẹ, nói với mẹ, nói mẹ lấy 100 ngàn bỏ vô. Ok hơn rồi. Một tràng pháo tay cho người thắng cuộc. Lên đó ngồi đi tập để thiếu cứ ngồi đi. Anh hứa sẽ bảo vệ người phụ nữ đó cho em, anh hứa luôn. Không ai được ngồi ghế biểu luôn không. Cô gái không có tiền đâu mà mò đó mà mở, tiền đâu mà có. Trong đó là dụng cụ học tập và đó là món quà tinh thần. Cái câu chuyện hay nằm ở chỗ này nè. Chúng tôi không nói quà, sau này quà các em sẽ có nhiều tiền hơn, em sẽ tặng cho ba mẹ. Và hôm nay món quà đó ý nghĩa nó cao gấp mấy chục lần tờ 500 ngàn. Vì đơn giản nó có một câu chuyện. Cô gái đã là người thắng cuộc. Và món quà không giá trị nhiều, dưới 1 tỷ. Nhưng nó ghi nhận một việc là gì? Người giỏi thì sẽ được. Sẽ được gì? Người giỏi thì sẽ được ghi nhận. Một tràng pháo tay chúc mừng cô gái. Cô gái rất là giỏi. Tôi nói lại với các bạn một câu chuyện nhỏ như thế này. Tìm cho anh người giỏi nghề. Anh muốn các bạn ngồi thẳng. Anh muốn nhìn các bạn ngồi thẳng. Tìm cho anh cái người giỏi nghề. Người nào giỏi nghề sống trong nghèo khó. Tại đây chỉ anh đi. Không. Tiệm sửa xe. Cái gara xe rất đông đúc. Mọi người xếp hàng để được anh ta làm cho xe của mình. Vì đơn giản anh ta sửa xe, làm xe rất giỏi. Tiệm bán đồ ăn sáng rất đông, đông kinh khủng, xếp hàng, chờ. Người ta vẫn chờ, vì đơn giản người ta nấu ăn rất ngon. Nâng cao một tí, các em kể cả anh Bình. Tại thành phố Hồ Chí Minh anh thì không có nhiều tóc, cho nên anh tranh thủ đi hớt tóc. Mày bốc không có tóc cái gì mà hết. Hiểu không? Hôm trước đi đám giỗ ông cố. Ba anh đứng trước, anh đứng sau, trên bàn thờ hình ông cố và hình ông nội. Bất chợt anh lên thắp nhang, anh nhìn vào và anh cảm nhận được, anh rất tự hào. Ông cố có mái tóc rất đẹp giống ông nội. Ông nội có mái tóc rất đẹp giống ba anh. Và anh rất tự hào anh có mái tóc rất đẹp y chang ba anh luôn. Đẹp lắm, bốn người nhìn nhau giống nhau đẹp. Và vui với các bạn, chia sẻ bạn câu chuyện được mang tới là gì? Anh chỉ đem cái tóc đúng một nơi thôi. Vì đơn giản họ làm chỗ đó, họ làm họ rất tốt và có tâm. Anh nói với các bạn một câu nè. Cầu thủ đá bóng giỏi nhất thế giới, anh đố các bạn đến thời điểm này thu nhập cao nhất thế giới, anh ta chỉ giỏi đá bóng thôi. Đừng bắt anh ta làm cái thứ gì linh tinh, nó nói chuyện cứ làm con khỉ không quan tâm, anh chỉ đá bóng thôi. Và thu nhập anh ta là bao nhiêu? Và người có lương thu nhập cao nhất thế giới đến thời điểm này vẫn là Cristiano Ronaldo, chứ không phải Messi. Anh đang nói thu nhập, anh không nói lương nha các em. Hiểu không? Lương khác với thu nhập. Ronaldo ở đây là Hoài Ân ha, anh xin lỗi, đúng không? Hoài Nhơn. Các em thân mến, nếu Hoài Nhơn này một căn nhà trị giá 2 tỷ, ok. Ronaldo ngủ từ 7 giờ tối, Ronaldo ngủ tới sáng thức dậy là 5, 6 hoặc 7 giờ sáng đi, thì trong thời giấc ngủ của Ronaldo, anh ta có thể mua được 5 căn nhà, mỗi căn nhà 2 tỷ tại đây. 12 tiếng ngủ của Ronaldo có thể mua được 5 căn nhà. Anh sẽ nhắc lại thời gian anh ta ngủ. Các em thân mến, các
cái thu nhập anh ta cao đến mức như nào? Mỗi bài đăng trên Instagram hoặc Twitter của anh ta có thể kiếm về 1 triệu đô, có nghĩa là 23 tỷ. Một bài đăng. Và anh muốn nói bạn là gì? Kể cả những câu chuyện người ta giỏi nghề là người ta giàu có thôi. Và chia sẻ bạn là gì? Có nhiều người giỏi môi giới bất động sản, xin lỗi các bạn, người ta kiếm tiền tỷ. Có nhiều người người ta giỏi về câu chuyện được mang tên là gì? Chơi chứng khoán, người ta gì? Người ta kiếm tiền tỷ mỗi ngày. Có nhiều người ta giỏi về hàng gia, người ta giỏi làm về xây sửa. Và chia sẻ rằng những gói thầu người ta trúng liên tục vì đơn giản người ta giỏi và người ta chọn. Và hoặc là những ca sĩ người ta giỏi, xin lỗi bạn, ở Việt Nam ca sĩ trẻ nhiều người yêu thích là ai? Ví dụ em đó là Sơn Tùng MTP. Anh nhắc lại, anh nghe đồ và những người làm anh được biết ba bài hát của Sơn Tùng MTP từ 700 triệu cho tới 2 tỷ. Ba bài hát 2 tỷ. Nó là vậy đó các em. Và một lần nữa, trò chơi nhỏ, anh nói có 500 ngàn để cho các bạn động lực nỗ lực. Và 500 ngàn đó nó không quan trọng vì đơn giản anh không có tiền. Tiền đó các bạn tổ chức phải của anh. Nhưng nhắc lại, đó là ghi nhận người giỏi nghề sẽ chiến thắng. Và những người giỏi nghề không bao giờ sống trong nghèo khó. Và đó là món quà thứ 6, thông điệp thứ 6 trong buổi nói chuyện hướng nghiệp chiều nay. Một tràng pháo tay, giỏi nghề sẽ sống trong giàu khó. Không, ngồi thẳng lưng, anh muốn nghe lại. Đúng chất, vỗ tay, giỏi nghề, chúng ta sẽ sống trong hạnh phúc và giàu có. 5 phút giải lao của Quỳnh Anh Bình, tạm biệt. Anh dừng lại được chưa? Ướt quần rồi chứ không phải ướt áo đâu, mồ hôi nó ra tất cả, thì bên trên nó ra thì bên dưới nó cũng ra. Ta mặc quần màu đen là hiểu rồi đó. Mới qua dưới nhà với ảnh mặc quần màu trắng, nó ướt quần màu trắng. Những đứa nó tàn nhẫn, đứa bị ướt quần, đứa ngồi cười. Và Hiếu ơi, thôi cứ về với người ấy đi em. Anh tặng cho em một phần quà có 500 ngàn trong đồng. Lại tin nữa đi, hãy đem về tặng cho người ấy và chúc người ấy một câu, đó là chúc em hạnh phúc. Và tạm biệt được chưa? Chào đón người thầy thứ hai sẽ lên đây nói các bạn nghe tại sao ngoài hướng đi trung cấp ở đoạn hướng đi cấp 10, 11, 12 còn một hướng đi nữa rất tuyệt vời mà các em có thể lựa chọn. Chúng ta chào đón người thầy đến từ trường Cao đẳng Trung Bộ, đó là thầy Nguyễn Thanh Bình, phụ trách mạng tuyển sinh của trường. Một tràng pháo tay chào đón thầy. Đầu tiên cũng xin phép gửi lời chào đến các thầy cô trong trường và các em. Chiều hôm nay trong cái nội dung chương trình ấy, thì cái phần sôi động nhất, cái phần hay ho nhất là của anh Huỳnh Anh Bình, đúng không ạ? Còn riêng thầy thì trong cái nội dung chương trình thì thầy làm cái phần tức là hướng nghiệp và phân luồng. Cái phần nó gắn với cái nội dung của anh Bình vừa rồi ấy. Toàn bộ cái nội dung của anh Bình vừa rồi ấy thì các em chốt được cái điều gì? Tức là cái mong muốn của cuộc nói chuyện vừa rồi của anh Bình, tức là các em làm sao thành công trong cuộc sống, được không ạ? Thành công trong cuộc sống thì để thành công trong cuộc sống ấy thì chốt lại là mình phải sao? Phải sao? Chọn đúng nghề, được không ạ? Phải chọn thật đúng cái nghề mà phù hợp với cái năng lực này, phù hợp với cái sở thích này của mình, được không ạ? Rồi sao nữa? Cái thứ hai ngoài cái chọn đúng nghề là phải sao? Phải giỏi cái nghề đó, được. Phải là người giỏi nhất, giống như cái bạn hồi nãy mà là người giỏi nhất ấy, thì sẽ được vào trong cuộc sống đó, đúng không? Chọn đúng nghề và phải giỏi nghề. Và tất cả mọi các em ngồi đây á, mỗi người trong tương lai là sẽ có một hướng đi cho mình, chứ không phải tất cả mọi người đều đi một hướng. Được không ạ? Đó. Hồi giờ thì sao? Cứ hết lớp 9 thì mình sẽ sao? Lên lớp 10. Được không ạ? 10, 11, 12. Rồi gì? Trung cấp, cao đẳng, đại học. Cái 10, 11, 12 á, vẫn là cái học, cái văn hóa phổ thông, tức là cái văn hóa nền, ai cũng phải học. Được không ạ?
Nhưng mà lên hết 12 rồi á thì trung cấp nè, cao đẳng đại học, lúc đó là con đường nghề nghiệp mình chọn nghề cho mình. Được. Cái nội dung hôm nay nó có một cái mảng, tức là cái mảng gì? Phân luồng. Phân luồng là sao? Tức là từ cái mà khi mà các em lớp 9 này lên lớp 10 này á, thì chủ trương hiện nay của đảng và nhà nước ta là tách ra làm hai, có thể cho phép tạo điều kiện các em chọn nghề sau khi mà tốt nghiệp lớp 9. Sau khi lớp 9, tốt nghiệp lớp 9. Tức là trong số các em lớp 9 vào đây sẽ có phần lớn nha, không phải là ít đâu, phần lớn các em là có, là năng lực của mình, sở thích của mình không phải là con đường nghiên cứu khoa học, không phải là con đường nghiên cứu khoa học, tức là con đường đi lên đại học ấy, con đường đó là con đường nghiên cứu khoa học, mà cái năng lực của các em, sở thích của các em là nó phù hợp với một, với các cái nghề, với các nghề nghiệp trong xã hội. Công nghệ ô tô, điện, điện tử, thú y, lâm sinh, dịch vụ, nấu ăn nè, buồng phòng, vâng vâng, rất là nhiều cái nghề đang chờ mình trong tương lai, đúng không ạ? Thì cái năng lực sở thích của mình ấy, nó phù hợp với những nghề đó, chứ không phải hướng đi nghiên cứu khoa học. Đấy. Thì sau lớp 9 các em có thể, ngoài cái việc đi vào lớp 10, để học hết 12, sau đó thi đại học, thì các em có những con đường nào? Thì thầy sẽ giới thiệu cho các em những con đường trước mắt mà các em có thể chọn. Để chi? Về mình trao đổi với bố mẹ, xem thử, nhìn nhận lại cái bản thân của mình ấy, tức là cái phần hiểu mình ấy, là mình phù hợp với những cái nghề gì, được không ạ? Thì sau lớp 9 thì các em có thể, ngoài cái lên lớp 10 ấy, thì các em có thể học trung cấp, chọn một trong những cái nghề trung cấp mà các trường cao đẳng trung cấp đào tạo. Học trung cấp thì các em học năm rưỡi, một năm rưỡi thì các em có bằng trung cấp, được không ạ? Sau đó các em có thể cầm cái bằng trung cấp đó đi làm, cầm cái bằng trung cấp đi làm. Nhưng cái việc đi làm nó có hạn chế. Với cái bằng trung cấp mà không có bằng cấp 3 nó có một cái hạn chế, tức là khi các em muốn nâng cao kiến thức lên nữa thì các em phải học bổ sung cái bằng hóa cấp 3, được không? Tức là phải quay trở về bổ sung cái bằng hóa cấp 3, nó rất là mất thời gian, được. Thì hiện nay có một cái hướng đi mà nó phù hợp với những em mà muốn đi ra đời này làm việc sớm, khi có cơ hội sẽ tiếp tục học lên cao nữa. Đó là con đường 9+3, 9+4 hiện nay mà trên báo đài từ năm 2017 đến nay ấy, là báo đài hay tuyên truyền hàng ngày đấy, các bạn. Tức là các em sau lớp 9 là các em tham gia đăng ký học cái văn hóa hệ giáo dục thường xuyên, văn hóa trung học phổ thông ấy, hệ giáo dục thường xuyên. Tức là cái chương trình này chỉ học 7 môn bắt buộc thôi, là văn, toán, lý, hóa, sinh, sử, địa. 7 cái môn này để mà thi tốt nghiệp cấp 3 thôi. Thì nội dung 7 môn này tương tự như các cái trường khác, nhưng nó có giảm một số cái nội dung nâng cao mà không thi, không có trong cái phần thi tốt nghiệp cấp 3. Cho nên trong một tuần là các em chỉ cần học 4 buổi thôi, 4 buổi sáng là có thể đủ cái thời lượng theo yêu cầu. Một tuần, 4 buổi sáng thôi. Thì cái thời gian còn lại ấy, thì các em có thể tập trung vào các cái môn mà mình định hướng sẽ thi đại học. Ví dụ mình thi đại học là toán lý hóa, thì trong thời gian cấp 3, 7 môn theo yêu cầu thì mình vẫn đáp ứng, nhưng mà mình tập trung cái thời gian còn lại cho các môn toán lý hóa, đúng không ạ? Để mình thi. Đó là định hướng. Ngoài ra các em mà muốn tìm hiểu nghề, tham gia học nghề sớm thì các em có thể, ngoài 4 cái buổi mà học văn hóa đó, thì các em có thể đăng ký học trung cấp. Học trung cấp thì cuối năm 11 các em sẽ tốt nghiệp trung cấp, các em sẽ có bằng trung cấp trong đây. Và lên 12 các em chỉ tập trung vào ôn và thi cái chương trình 12 thôi, học và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Và với cái bằng trung cấp mà các em có ở năm 11 ấy, thì các em sẽ được cộng tối đa 2 điểm vào cái tổng điểm thi tốt nghiệp của mình. Cho nên cái cơ hội tốt nghiệp mà các em tham gia cái chương trình này nó sẽ cao hơn đối với các bạn học ở các trường khác học một chương trình. Được không? Nhưng mà cái lợi ích của nó này, lợi ích to lớn của nó này, sau khi tốt nghiệp 12, nếu mà các em có nhu cầu đi làm để hỗ trợ gia đình, để mà phục vụ bản thân, thì các em có thể cầm ngay cái bằng trung cấp các em đi làm liền. Được không? Sau 12 là các em có thể cầm bằng trung cấp đi làm liền. Trong cái thời gian mà đi làm đó, nếu như mà các em muốn học lên cao thì các em có thể đăng ký liên thông lên cao đẳng. Chỉ cần 1 năm, 1 năm rưỡi tùy ngành nghề thì các em có bằng cao đẳng. Tức là ngoài cái thời gian đi làm á, các cái chương trình liên thông này thì người ta thường tổ chức vào buổi tối và thứ bảy chủ nhật và ngày nghỉ, thì các em có thể đăng ký liên thông lên. Sau 1 năm, 1 năm rưỡi nữa là các em có bằng cao đẳng. Cũng với cái hình thức đó, vừa học vừa làm, thì chỉ còn 1 năm liên thông lên nữa thì các em có bằng đại học. Tức là các em, mục tiêu cuối cùng của các em mà muốn có bằng đại học thì các em vẫn đạt được, nhưng mà với hình thức khác, tiết kiệm thời gian hơn. Tức là mình 1 năm rưỡi liên thông cao đẳng, 1 năm đại học nữa là chỉ còn 2 năm rưỡi nữa thôi, 3 năm nữa thôi là các em có bằng đại học. Được không? Cơ hội trước mắt của các em nó sẽ rộng hơn so với các bạn khác. Tức là hết 12 mình có thể đi làm ngay. Được không? Nếu mình lấy cái bằng đại học á, thì mình chỉ còn 3 năm nữa thôi là mình cũng có bằng đại học. Tức là tiết kiệm so với bạn khác từ 1 năm tới 1 năm rưỡi tùy ngành nghề. Ok. Còn về chi phí như thế nào? Thì hiện nay cái chương trình 9+3 và 9+4 thì cái chính sách của nhà nước là miễn hoàn toàn học phí cho các em. Tức là các em đăng ký học trung học phổ thông cũng miễn học phí. Các em đăng ký học trung cấp cũng miễn học phí. Tức là các em học 2 chương trình đó hoàn toàn được miễn phí. Gia đình chỉ lo cái ăn ở đi lại cho các em thôi. Được không? Đấy. Vậy thì nếu như mà các em có nhu cầu thì các em học ở đâu? Nhu cầu tham gia chương trình đó thì các em học ở đâu? Thì hiện nay các trường trung cấp, các trường cao đẳng trên địa bàn Bình Định này đều tuyển sinh cái hệ 9+ đó cả. Đều tuyển sinh các hệ 9+ đó cả. Hết lớp 9 các em đi vào trường trung cấp cao đẳng đăng ký học 9+, đúng không? Tức là chương trình cấp 3 hệ giáo dục xuyên và trung cấp thì đều được tiếp nhận. Các trường ở đâu? Các trường ở Hòa Nhơn mình thì có các trường trường cao đẳng Bình Định ở cái đầu đường tránh ấy, đúng không? Ở trong Bình Định, ở trong Quy Nhơn thì có trường cao đẳng công nghệ thông tin Quy Nhơn, trường thầy là trường cao đẳng cơ điện xây dựng Nông Lâm Trung Bộ. Ở Phường Cáp có các cơ sở ở Phường Cáp và Quy Nhơn thì các trường đều tổ chức hình thức đó. Nếu xa quá thì các em có thể học ở đâu nữa? Các em có thể đăng ký vào với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên của huyện mình, của huyện Hòa Nhơn ấy. Thì các trường, thì trung tâm có tuyển sinh lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên ở các trường phổ thông như là Phan Bội Châu, Tam Quan, Lý Tự Trọng. Mình có thể đăng ký vào lớp 10 đó để vào các cái trường đó để vừa học lớp 10 và vừa học trung cấp. Thì với hướng đi này thì gia đình các em và bản thân các em là tiết kiệm được nhiều thời gian, tiết kiệm được rất là nhiều kinh phí mà vẫn đạt được cái mục tiêu của mình. Đúng không? Còn thầy chốt lại câu cuối cùng, tức là cái thành công hay không vẫn là cái nỗ lực của các em. Làm sao chọn đúng nghề và phải giỏi cái nghề đó, đam mê với nghề đó thì mới thành công trong cuộc sống. Ở nhà buổi hôm nay cũng định hướng cho các em một số hướng đi như vậy để các em về trao đổi thêm với gia đình xem năm sau cái hướng đi của mình là gì để chọn cho mình một con đường mà nó hiệu quả nhất trong cuộc sống, con đường ngắn nhất để mà đi đến thành công. Hôm nay thì trường có mang tài liệu theo, nhưng mà thầy chỉ tài liệu chỉ đủ cung cấp cho học sinh lớp 9 thôi. Các em lớp 8 thì đông quá cho nên hồi nãy thầy không phát. Tí nữa cuối buổi
các em lớp 9 mà có cần cái thông tin về cái chương trình này, cần thông tin về các ngành đào tạo của trường thầy thì lên trên bàn, đúng không ạ? Thầy sẽ phát cho các em để các em cầm và trao đổi thêm với gia đình. Và một lần nữa cũng chúc các em học sinh, các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các em thành công trong cuộc sống.